Sân bay Long Thành dự kiến khởi công trong tháng 12. Hàng loạt dự án lớn đã và đang triển khai như cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Trong đó, dự án đường liên vùng 4 có chiều dài khoảng 45 km, khi hoàn thành sẽ kết nối với đường vành đai 3, tạo thuận lợi cho giao thông từ Thành phố Hồ Chí Minh về khu Nam Biên Hòa Nhân Trạch. Sự phát triển hạ tầng đã góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản khu vực cửa ngõ phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với huyện Long Thành, huyện Nhân Trạch, Thành phố Biên Hòa thì gần giống như là đây là khu vực ngoại ô của Thành phố Hồ Chí Minh. Rất nhiều doanh nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh đã đầu tư những dự án hàng vài trăm hecta, thậm chí hơn 1.000 hecta tại địa bàn của tỉnh Đồng Nai. Khảo sát khu vực giáp ranh Thành phố Hồ Chí Minh, giá bất động sản đã tăng gấp đôi so với 2 năm trước. Đơn cử như tại Thành phố Biên Hòa hiện có giá từ 20 đến 30 triệu đồng cho mỗi mét vuông. Đây cũng là lý do thời gian qua địa bàn thu hút nhiều chủ đầu tư triển khai các dự án quy mô lớn như khu đô thị Aqua City hưởng lợi trực tiếp từ Hương lộ 2, tuyến đường giảm áp lực cho quốc lộ 51 hiện hữu. Khu Đông được thành phố đầu tư cơ sở hạ tầng một cách đồng bộ và mạnh mẽ, nhất là các cơ sở hạ tầng giao thông để vì mục tiêu giãn dân ra các đô thị vệ tinh xung quanh. Aqua City nằm ở vị trí tâm điểm của các tuyến giao thông huyết mạch liên vùng với nhiều dự án hạ tầng quy mô cả về đường bộ, đường thủy và đường hàng không. Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản thành phố Biên Hòa vẫn còn nhiều tiềm năng tăng trưởng nhờ điểm tựa hạ tầng phát triển về phía đông Thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp, dân cư và kết nối nhiều tuyến giao thông huyết mạch. Đặc biệt lợi thế của khu Nam Thành phố Biên Hòa là quỹ đất để phát triển các dự án lớn đáp ứng nhu cầu giãn dân từ Thành phố Hồ Chí Minh. Rất là nhiều chủ đầu tư lớn đều muốn đầu tư ở Đồng Nai với một cái diện tích là tương đối lớn vài trăm hecta tạo thành một cái khu đô thị mới. Thì tôi nghĩ là cái yếu tố tốt trong bất động sản. Nếu mà chủ đầu tư tạo ra một khu đô thị lớn là chủ đầu tư đang tạo ra cái vị trí, đang tạo ra cái sự khác biệt của cái sản phẩm. Giới chuyên gia cũng cho rằng thị trường bất động sản phía đông Thành phố Hồ Chí Minh đang trong giai đoạn tăng trưởng và giá sẽ tiếp tục tăng khi các tuyến giao thông hoàn thiện. Ngoài ra, với vị trí và kết nối các khu vực xung quanh thì Đồng Nai đang trở thành thỏi nam châm hút giới đầu tư và là thị trường chủ đạo tại khu vực phía Nam sau giai đoạn trầm lắng vì dịch Covid-19.